Chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái series trong cái chuyên đề của lịch sử lớp 12. Thì cũng giống như các video trước, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bài số 5, các nước châu Phi và châu Mỹ Latin. Thì trong bài này cũng sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất sẽ nhắc lại cho bạn một số những cái nội dung về lý thuyết, sau đó chúng ta sẽ làm các cái câu hỏi trắc nghiệm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung thứ nhất, đó là các nước châu Phi. Rồi, nước châu Phi thì diện tích khái quát chung của nó theo số liệu của năm 2002 thì nó khoảng là 30,3 triệu km vuông và với khoảng 800 triệu người. Và nước châu Phi này gồm 54 quốc gia lớn nhỏ. Đấy là cái điểm chung về cái khu vực châu Phi. Rồi vài nét về các cái cuộc đấu tranh của châu Phi. Thì chúng ta có một số những cái giai đoạn. Thứ nhất là sau chiến tranh thế giới thứ hai. Bạn biết được là sau chiến tranh thế giới thứ hai thì cái phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi là bùng nổ rất là mạnh. Và trước hết là Bắc Phi. Cụ thể thì cái cuộc đấu tranh này của binh lính và sĩ quan yêu nước ở Ai Cập này vào năm 1952 thì cái cuộc này đã lật đổ cái vương triều Farouk. Đây là một trong những cái chỗ dựa của thực dân Anh. Và khi mà cái cuộc binh biến này nổ ra thì đã thành lập được Cộng hòa Ai Cập vào 18 tháng 6 năm 1953. Rồi Ai Cập tiếp theo là đến Libya rồi Algeria. Đó, các bạn nhớ một số cái mốc này để khi mà chúng ta có làm các cái câu hỏi mà người ta trắc nghiệm gì đó máy móc quá thì về ngày tháng thì chúng ta cũng có những cái tư liệu nhé. Rồi nội dung thứ hai là nửa sau cái thập niên 50 thì sau thập niên 50 thì hệ thống cái thuộc địa ở châu Phi này bị tan rã và nhiều quốc gia theo đó là được thành lập. Nó cụ thể như là Tunisia, Maroc và Sudan thì là năm 56, Ghana năm 57, rồi Guinea thì năm 58, chưa. Rồi cho đến năm 1960 á, vì sao người ta gọi năm này là năm châu Phi? Đó, các bạn lưu ý nha, những cái mốc này thì các bạn cần phải nắm được để đằng khi người ta có những cái câu hỏi mà liên quan để bạn biết được. Năm 60 gọi là năm châu Phi bởi vì đây là một cái năm là nó đã có tới 17 nước được trao trả về độc lập. Đó, sau khi mà cái hệ thống thực dân ở châu Phi này tan rã thì có tới 17 nước. Đó, nên người ta gọi là năm châu Phi nhé. Đơn giản thế thôi, không cần phải sâu quá. Rồi và từ năm 1900 tiếp đến là năm 75 thì các cái thắng lợi của các cái cuộc cách mạng ở Angola này, rồi Mozambique thì trên cơ sở những cái thắng lợi của các cuộc cách mạng này thì đã chấm dứt hoàn toàn cái chủ nghĩa thực dân ở châu Phi và cái hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha bị tan rã. Đó, thì đây một cái sự kiện thì các bạn có thể nắm được là từ những năm từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến đầu những năm 1975 thì phần lớn tất cả các cái nước ở châu Phi, đặc biệt là khu vực Bắc Phi này đã đều là gì, thành đều được là gì, thành lập và nó đã được giải phóng. Cái chế độ thực dân ở châu Phi rồi thuộc địa Bồ Đào Nha là bị tan rã hết. Đó, và cụ thể là đến một cái sự kiện đó là năm 1960 thì có tới 17 quốc gia được trao trả độc lập và đây được người ta mệnh danh đây là năm châu Phi. Rồi và tiếp theo là từ năm 1975 đến nay, thì từ năm 1975 đến nay á, thì ở khu vực châu Phi này có cái điểm gì nổi bật. Chúng ta biết được từ năm 75 đến nay thì tất cả đây đều là hoàn thành cái cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và giành được độc lập. Được chưa? Đấy, và tất cả các cái quốc gia còn lại như là Zimbabwe này, Cambodia, đó. Sau này người ta sẽ có những cái câu hỏi trắc nghiệm có thể là gì? Cái năm 1960, ví dụ năm 1960 năm châu Phi thì Zimbabwe đã được giải phóng hay chưa? Hoặc là người ta hỏi như thế nào đó thì các bạn nhớ là Zimbabwe và Namibia này là nó không phải là thuộc cái năm châu Phi nhá. Đó. Thứ hai là tại khu vực Nam Phi thì
Trước cái cuộc đấu tranh về cái người da màu á, thì hiến pháp năm 1993 ở cái chế độ phân chủng tộc là apartheid á, cái chế độ này các bạn biết rồi, nó rất là phân biệt chủng tộc, tức là gì, phân biệt giữa sắc tộc về da đó, màu da đó, đã bị xóa bỏ nha. Đấy thì có đây là những cái sự kiện thì các bạn cần phải nắm nhá. Năm 93 thì người ta xóa bỏ cái chế độ gọi là phân biệt chủng tộc apartheid. Và trong cái bầu cử đa chủng tộc đầu tiên thì cái người mà nắm quyền đó là Nelson Mandela. Đó. Có thể là người ta viết tiếng Anh như thế này đó, thì các bạn cũng nắm được, và trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi vào năm 1994, được chưa? Đó, vậy thì đây là cái khu vực thứ nhất gọi là các cái nước ở châu Phi đó, các cái khu vực Bắc Phi rồi các cái khu vực khác các bạn nắm cho chưa. Ở riêng cái phần thứ hai đây nè, thì theo hướng của Bộ Giáo dục, đây là cái phần người ta giảm tải, do vậy chúng ta không không cần phải đụng tới. Đó. Các bạn có muốn tham khảo thêm đối với những bạn mà chuyên sâu này kia đó thì chúng ta có thể đọc qua cũng được, không thôi nhé, nó phần giảm tải rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sang cái nước Mỹ Latin. Đó thì cũng giống như ở cái khu vực trên, thì Mỹ Latin sau chiến tranh thế giới thứ hai họ có khoảng là 33 nước, cái kia khoảng 54, không, diện tích là 20,5 triệu km vuông với dân số là khoảng 531 triệu dân, và đây thì rất là giàu nông lâm và khoáng sản, cái này các bạn đã biết rồi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất là vài nét về cái quá trình đấu tranh giành độc lập và bảo vệ độc lập dân tộc ở cái khu vực Mỹ Latin. Đầu thế kỷ thứ 20 thì họ đã giành được độc lập từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Đó, mặc dù họ giành được độc lập, tuy nhiên thì nó chỉ mang tính chất là ở cái khu vực này thôi, nhưng mà họ vẫn phải phụ thuộc vào Mỹ. Ví dụ giống như chúng ta đó chẳng hạn, mặc dù giành độc lập nhưng mà chúng ta vẫn bị lại thuộc rất là nhiều vào các cái nước lớn, và cụ thể ở đây thì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha này, mặc dù họ giành độc lập nhưng mà họ vẫn bị lại thuộc vào Mỹ. Và sau cái thế chiến thứ hai thì họ trở thành sân sau, và họ cũng là thuộc địa kiểu mới của Mỹ đó, sau chiến thế chiến thứ hai thành sân sau. Và cái chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thì cái phong trào đấu tranh chế độ độc tài thân Mỹ được bùng phát, và tiêu biểu là cuộc thắng lợi của nhân dân Cuba. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cuộc thắng lợi của nhân dân Cuba. Đây là một cái tiêu biểu nhất thôi nhá. Rồi ở Cuba này. Tức là các cái nước này có cái nét chung là sau chiến tranh thế giới thứ hai thì họ là gì, đứng lên đấu tranh chống cái chế độ độc tài thân Mỹ bùng phát rất là rộng khắp. Nhưng mà chúng ta chỉ điểm tiêu biểu nhất đó là ở gì, ở Cuba. Thì tại nước Cuba thì vào tháng 3 năm 52 Mỹ đã giúp là Batista lập được cái chế độ độc tài quân sự và xóa bỏ cái hiến pháp năm 1940, cấm các đảng phái chính trị hoạt động, bắt giam và tàn sát nhiều người yêu nước. Thì trước cái tình cảnh như thế thì nhân dân Cuba đã đấu tranh chống lại cái chế độ độc tài đó dưới sự lãnh đạo của ngài gọi là Fidel Castro. Đó. Này thì cũng mới qua đời hay gì đúng không? Đó, các bạn có thể cập nhật nhé. Và ngày mùng 1 tháng 1 năm 59 thì cái chế độ này bị lật đổ và nước Cộng hòa Nhân dân Cuba được thành lập. Đó, bạn nhớ nhé. Sau khi cách mạng thành công thì Cuba họ cũng là tiến hành là gì, cải cách dân chủ, họ tiến lên cải cách dân chủ. Đến năm 1961 sau khi họ thành lập thì 2 năm sau đúng không? Đến năm 1961 thì họ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó, bởi vì đây là một trong những nước xã hội chủ nghĩa còn lại ở cái khu vực này. Với sự giúp đỡ nỗ lực của các cái nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam chúng ta đó, thì họ cũng đã đạt được những cái thành tựu rất lớn về mặt công nghiệp, như là có cái cơ cấu hợp lý, nông nghiệp thì cũng rất là đa dạng, và họ cũng đã có những cái thành tựu cao về vấn đề văn hóa, giáo dục, thể thao.
Nói chung là họ cũng đã phát triển theo đúng cái định hướng của xã hội chủ nghĩa. Thì đây là đối với đất nước Cuba. Thứ hai là với một số các cái nước khác. Thì đối với các cái nước khác thì cũng trong cái phong trào lớn mạnh ở khu vực này, thì và cụ thể như tháng 8 năm 61 thì trên cơ sở mà Cuba như thế, thì từ thập niên 60 70 á, thì các cái phong trào đấu tranh Mỹ và chế độ độc tài đã phát triển rất là mạnh. Đó. Các nước khác cụ thể đây là năm 64 đến 99 thì khu vực Panama. Đó, Panama một trong những cái nơi mà có cái kênh đào, đúng không? Kênh đào Panama các bạn học địa các bạn nắm rồi. Đấu tranh và thu hồi chủ quyền kênh đào Panama. Thứ hai là năm 62 thì các cái nước như là Jamaica, Trinidad, Tobago. Đó. Cái năm 66 đó là Guyana rồi Barbados. Năm 83 thì tổng cộng là có tới 13 nước được độc lập ở cái vùng Caribe, bán đảo Caribe. Rồi đấy, thì đây một trong những cái minh chứng về cái khu vực này được giải phóng, và với nhiều những cái hình thức họ đã thực hiện chung, đấy là bãi công của công nhân, rồi nông dân nổi dậy, rồi đề nghị đấu tranh vũ trang, hoặc là ở các cái châu lục này thì trở thành một trong những cái gọi là lục địa bùng cháy. Đó, lục địa bùng cháy tiêu biểu này ở Venezuela và Peru. Đó, Venezuela, Peru. Được chưa các bạn? Và cuối cùng thì kết quả là tất cả các chính quyền độc tài ở Mỹ Latin đã bị lật đổ và chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập. Đó, thì đây chính là nội dung ở ở cái khu vực Mỹ Latin. Nha. Như vậy thì cũng giống như ở khu vực châu Phi, thì cái phần số 2 đây này. Phần số 2 này là cái phần mà bộ giáo dục người ta cũng giảm tải. Đó, do vậy chúng ta cũng không có cần phải học. Thì các bạn muốn thì các bạn có thể đọc thêm như thế này, tôi có thể chiếu cho bạn xem. Đó. Bạn có thể đọc thêm nhé. Rồi, bây giờ thì các bạn có thể tạm nghỉ ít phút để chuẩn bị bước sang cái phần mà trắc nghiệm.